Rồi, hello, chào anh em. Ê, nay bãi gần nhà có về mấy tấn hàng á, quay cho anh em xem ha. Đầu nãy giờ lựa được mớ rồi. Con này ai lựa vậy ta? Ura. Hả? Đó, em lựa được mớ đồ anh em. À, có con cắt sắt hợp kim này đẹp quá nè. À, thằng này nó chế cái thủy lực vô rồi nè anh em. Nó chế cái kẹp phôi bằng thủy lực. Không biết còn sống không. Đó, quá trời đồ. Khoảng 3 tấn đồ nha anh em. Tao thấy đó tao sợ quá trời rồi. Á à, đồ pin quá trời không ai lụm ta. National gì nè. Ủa hai máy này của ai vậy? À đây còn con kích cá sấu. Ủa này nó quay làm sao ta? Quá nhiều đồ mà toàn đồ nhôm không? Không có con bắn đinh nào luôn. Chắc dễ ăn lắm. Hàng hệ đó. Đây có con cắt bê tông nè. Này hệ nè, mới mười mấy triệu á. Biến chỗ khác ngang đụ rồi rớ vô mày cục tay đó. Hả? Lấy không? Con này liêm tính chừng 1,5 triệu con gì? Lấy đi. Bể đâu? Em mất cái bảo vệ hả? Rẻ à lắm rồi. Con này ngon mà, hi chi. Có điều nó mất. Đây có con cắt thủy lực Ura nè anh em. Trời ơi vô bài. Thứ gì chịu nổi. Lưỡi còn ngon luôn nha. Trời ơi nó đã hồi nó đạp bể mẹ cái đèn của tôi. Ê mua nhiêu đây nè anh em mà không biết đủ tiền trả không à. Rồi em kết thúc clip đây nha. Rồi có con bắn đinh nè anh em. Đó anh em nào cần con này thì hú em nha. Bắn đinh hơi. Đó, nó xài đinh đinh cuộn này anh em. Đó con này chắc bắn đinh bê tông nè. Hả? À hôm qua ai dặn tao không bắn đinh bê tông này ta. Cho thử không Liêm? Có thử không? Mẹ mày mua về chết dục hay. Thử đi anh em không à. Hay mua rẻ rẻ chơi được. Rồi em kết thúc clip đây nha anh em. Anh em nào mà ưng con nào thì chụp màn hình lại nhắn em ha.